thứ gì sao. Xa xa là núi Bà Đen nữa các bạn. Núi Bà Đen, Tây Ninh. Quay đăng lên YouTube á. Dạ hả? Thế nó mệt quá. Quay chú quay mười mấy mười người trời. Đứng chạy bình thường gì đâu. Hả? Long An dấu yêu hả? Đi chơi mà. Ở đây thấy ít xài hai cầu, xài cái cầu cầu rẻ hơn. Bò với Belarus là kéo khỏe. Vậy hả? Thằng đó đó hả? Bệnh. Vậy hả? Thì chứ chủ máy thì lâu không phải phụ xế rồi chứ. Gặp mấy cái đám này đất nó dẻ. Đó, ngày đó ngày Dũng à.
nó bươn kìa.